Uông Đạt, nam thần phản diện trong Âm Dương Sư Tình Giả Tập là ai? Tập hồ số lực lượng nam thần hùng hậu bao gồm Triệu Hữu Đình, Đặng Luân, Uông Đạt, Từ Khai Sính, Tôn Thần Tuấn, Âu Mễ Đức, vốn đều là toàn chuẩn soái ca của CBiz. Giao nam thần của Âm Dương Sư Tình Giả Tập góp phần không nhỏ đưa bộ phim đứng trên top sóng Netflix Việt Nam. Uông Đạt là diễn viên duy nhất cần cả hai vai trong Âm Dương Sư Tình Giả Tập, vừa là sư phụ của Tình Minh, vừa là thức thần Hạc Thủ Nguyệt với nhiệm vụ bảo vệ công chúa. Dù thuộc phe phản diện nhưng Hạc Thủ Nguyệt vẫn là nhân vật lấy được nhiều lòng thương cảm từ khán giả. Đặc biệt, nhân vật này cũng năng nổ khoe thân nhất phim với cơ ngực lấp ló sau vạt áo. Hơn nữa, trong suốt trận quyết tử thì Hạc Thủ Nguyệt đều không mặc áo, khoe tròn những đường nét cường tráng làm chị em mất tập trung vô cùng. Diễn viên Uông Đạt sinh ngày 21 tháng 5 năm 1991, tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Thẩm Dương, hiện là ca sĩ, diễn viên. Anh là gà cưng mới, được đạo diễn Quách Kính Minh ưu ái vào vai diễn trong những siêu phẩm điện ảnh Tước Tích, Âm Dương Sư, Tình Giả Tập, đều do Quách Kính Minh làm đạo diễn. Sở hữu chiều cao ấn tượng 1m85, cộng với gương mặt ưa nhìn, ấn tượng, hiện giờ Uông Đạt đang là nam diễn viên thu hút sự quan tâm của nhiều fan trẻ tuổi. Năm 2015, anh tham gia vào chương trình truyền hình Những Chàng Trai Tốt của Trung Quốc của đài truyền hình Quảng Đông và giành vị trí thứ hai trong vòng chung kết toàn quốc. Điều này thu hút sự chú ý của giới truyền thông và công chúng. Tác phẩm được công chúng công nhận của anh là nhân vật công tử, thủ lĩnh thực sự của Quý Hòa Thành, một nhân vật phức tạp và mạnh mẽ đầy mơ hồ trong bộ phim truyền hình Mỹ Giả Phù Cương. Bộ phim ăn khách có chi phí đầu tư sản xuất cực thấp, nhưng bất ngờ đạt 600 triệu lượt xem trực tuyến vào năm 2018. Bộ phim được phát sóng quốc tế tại 13 quốc gia nước ngoài thông qua Youku và Drama Forever. Các tác phẩm gần đây nhất của anh là bộ phim truyền hình Mùa Tốt Nghiệp 2020, Tước Tích 2020 và bộ phim dựa trên truyện tranh Nhật Bản Âm Dương Sư Tình Giả Tập 2020 cùng với các diễn viên Triệu Hữu Đình và Đặng Luân. Tác phẩm tiêu biểu Mỹ Giả Phù Cương. Bộ phim cổ trang có sự tham gia của Lý Nhất Đồng và Khuất Sở Tiêu, Uông Đạt trong vai nam phụ, ra mắt năm 2018. Phim kể về cô gái trẻ có tên Thất Tuyết, Lý Nhất Đồng bị bán vào Thanh Lâu. Cô trở thành sát thủ của tổ chức sát thủ Quỷ Hòa Thành lấy tên Vãn Mị. Cô gặp gỡ Trương An, Khuất Sở Tiêu và hai người yêu nhau, nhưng mối tình của họ không được chủ nhân của Quỷ Hòa Thành cho phép. Chính là nhân vật công tử do Uông Đạt thủ vai. Mỹ Giả Phù Cương không được chú ý đến vì thời điểm ra mắt không thuận lợi. Phim được lên sóng đúng lúc Diên Hy Công Lược và Hương Mật Tự Khói Sương đang trở thành cơn sốt. Dàn diễn viên kém tiếng cũng không khiến phim được nhắc đến nhiều trên truyền thông, nhưng Mỹ Giả Phù Cương lại được khán giả đánh giá cao. Diễn xuất tự nhiên, giải quyết trường đoạn tâm lý giật xéo một cách chuyên nghiệp, Uông Đạt đã đem đến một nhân vật đáng nhớ và ghi điểm mạnh trong tâm trí người xem. Nhờ đó, trang Ruban chấm Mỹ Giả Phù Cương 7.2 điểm. Một nhà phê bình phim nổi tiếng đã nhận xét, Uông Đạt đã hoàn thành xuất sắc vai công tử, khéo léo thực hiện mọi thay đổi tinh tế đến từng biểu cảm cho nhân vật vô cảm này. Công tử là một người rất khó đoán và bạn không bao giờ biết chính xác những gì anh ấy đang cố gắng làm cho đến khi nó hoàn thành. Quá khứ bi thảm của anh đã tạo nên một nhân cách đen tối, mang tính xã hội biên giới nhưng có lòng tốt và sự ấm áp. Anh ấy tàn ác và rất thoải mái trong việc hành hạ con người, nhưng vẫn có thể thu hút được khá nhiều sự đồng cảm từ khán giả. Anh ấy thường giữ một biểu hiện nghiêm khắc với nụ cười gượng gạo, lịch sự với những người mà anh ấy phải cư xử văn minh. Công tử thực sự là một trong những nhân vật chính kịch đáng nhớ nhất. Người xem thực sự yêu thích cách Uông Đạt phá vỡ tất cả các tầng cho nhân vật này và hoan nghênh các biên kịch đã viết nên một câu chuyện với nhiều vai diễn đa chiều như vậy cho Uông Đạt. Đời tư tài tiếng. Gần đây, cư dân mạng lại đang xôn xao về việc đạo diễn nổi tiếng Quách Kính Minh đang hẹn hò đồng tính với nam diễn viên Uông Đạt. Một cư dân mạng còn đưa ra bằng chứng cho thấy Quách Kính Minh đang rất sủng ái Uông Đạt, thậm chí không ngần ngại công khai đi xem phim cùng người mới. Về phía Trần Học Đông, cách đây ít giờ, nam diễn viên bất ngờ đăng tải những lời chia sẻ về sự kết thúc cảnh quay trong Hà Chí Vừa Đến, bộ phim đóng cùng Tiểu Hoa Đáng Trịnh Sản do Quách Kính Minh làm đạo diễn. Một blogger đã đăng lên trang Weibo cá nhân cho biết, điều này khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên. Quách Kính Minh hừ hừ thực thực cùng Trần Học Đông chia tay, chuyển sang Uông Đạt. Quách Kính Minh cùng Uông Đạt công ty cùng một địa chỉ, còn cùng nhau đi xem phim khuya. Mà cùng lúc Trần Học Đông đăng status nói đã đóng máy phim Hà Chí Chưa Đến, cũng rất ý vị thâm trường. Quách Kính Minh đã lên tiếng phủ nhận tin đồn này. Vị nhà văn đồng thời cũng là biên kịch và đạo diễn cho biết, Uông Đạt chỉ là một nghệ sĩ trực thuộc công ty. Quách Kính Minh đơn thuần giúp đỡ Uông Đạt đăng ký văn phòng làm việc, xử lý các công việc cá nhân và vấn đề pháp lý cũng như thuế vụ. Ngoài ra, Quách Kính Minh cũng khẳng định, anh đi xem phim cùng Uông Đạt và hai người bạn nữa, và đây hoàn toàn không phải là một buổi hẹn hò như tin đồn. Anh viết trên Weibo rằng, Uông Đạt là nghệ sĩ của công ty, phòng làm việc đều đăng ký ở công ty, tiện xử lý thu nhập và thuế. Xem phim chúng ta có đến 4 người cùng đi. Tôi nếu cùng Uông Đạt có gì đó vượt quá bạn bè bình thường trong công việc, cả nhà tôi chết bất đắc kỳ tử, ra đường bị xe đâm chết. Kèm theo lời phản bác này của Quách Kính Minh, cư dân mạng đã bình luận cho rằng vì đạo diễn nổi tiếng này đang giải thích để tránh bị Trần Học Đồng hiểu lầm. Đa số những bình luận của mọi người đều hướng đến việc Quách Kính Minh và Trần Học Đồng thực sự hẹn hò đồng tính.
khi những tin tức đăng lên đến đỉnh điểm thì Trần Học Đông bất ngờ đăng lên Weibo cá nhân, chính thức nói về chuyện hẹn hò đồng tính. Chúng tôi với Quách Kính Minh chỉ là bạn bè, xin mọi người đừng cố tạo ra những câu chuyện như vậy nữa. Không phải ngẫu nhiên mà Trần Học Đông bị lôi vào vụ việc này. Kể từ ngày Trần Học Đông tham gia làng giải trí, anh rất được đạo diễn kiêm biên kịch nổi tiếng Quách Kính Minh ưu ái tham gia hầu hết phim của mình. Cũng chính vì điều này khiến dư luận cho rằng Trần Học Đông và Quách Kính Minh có mối quan hệ không bình thường. Thêm vào đó, những hình ảnh thân thiết của họ cũng bị đem ra để phân tích. Nhiều người càng chắc chắn rằng nam diễn viên 26 tuổi và đạo diễn họ Quách hẹn hò đồng tính. Sự nghiệp tương lai đầy hứa hẹn. Bỏ qua những ồn ào đời tư, bằng diễn xuất ấn tượng tự nhiên trong những phân cảnh đòi hỏi tâm lý khó nhằn, Uông Đạt đã tự mình thu về một lượng người hâm mộ đông đảo. Người hâm mộ cũng sốt sắng thay cho anh khi mãi không thể đi lên nấc thang vai chính trong sự nghiệp diễn xuất của Uông Đạt. Một người hâm mộ bình luận: "Tôi quá mệt mỏi khi cứ thấy Uông Đạt đảm nhận vai phụ rồi. Anh ấy có đủ tài năng và xứng đáng có được vai chính cho riêng mình." Một bình luận khác cũng cùng ý kiến: "Những cảnh giằng xé tâm trạng quá đạt, tôi đã phải khóc vì những đau khổ của công tử. Tôi hy vọng anh ấy sẽ có được vai chính trong bộ phim tiếp theo." Có vẻ tất cả người hâm mộ đều trông chờ vai chính cho tài năng của Uông Đạt. Tài năng của Uông Đạt đã bị đánh giá quá thấp, anh ấy đã biến mỹ giả vô cương thành bộ phim của riêng mình. Và đó là lý do tôi vẫn đang trông chờ vai nam chính đầu tiên của anh ấy. Mọi người chắc chắn sẽ không thất vọng đâu. Với vai diễn Hạc Thủ Nguyệt trong Âm Sư Dương Tình Nhã Tập đang gây sốt trên Netflix Việt Nam, người hâm mộ hy vọng đây chính là bước đệm đủ vững chắc để Uông Đạt sẽ có được vai chính đầu tiên cho sự nghiệp diễn xuất của anh.